Choi Woo-sik, nam diễn viên điển trai trong Ký sinh trùng và tin đồn tình yêu đồng giới Park Seo-joon. Chàng diễn viên trong Quen mặt là câu nói trước đây khi nhắc đến Choi Woo-sik. Nhưng giờ, người ta biết đến anh không chỉ là một diễn viên có tên tuổi, còn là nhân tố sáng giá cho lớp diễn viên trẻ tài năng của màn ảnh Hàn. Đặc biệt, với vai chính trong bộ phim danh giải cánh cò vàng danh giá Ký sinh trùng Parasite gây sốt phòng vé tại các cụm rạp Hàn Quốc và cả ở Việt Nam vào năm 2019. Một lần nữa khẳng định tên tuổi của Choi Woo-sik không phải là dạng vừa đâu. Hành trình sự nghiệp. Choi Woo-sik sinh năm 1990 tại Seoul, Hàn Quốc, là em út trong gia đình có hai anh em trai. Năm lớp 5, anh theo bố mẹ đến Canada định cư. Năm 2011, 21 tuổi, khi đang học năm 2 Đại học Simon Fraser, Canada, anh xin gia đình được trở về Hàn theo đuổi diễn xuất. Tài tử vẫn kiên trì đam mê dù bị bố mẹ ngăn cản. Từ Canada xa xôi quay về Hàn Quốc để thực hiện niềm đam mê của mình với loại hình nghệ thuật thứ bảy này, anh gia nhập vào công ty JYP Entertainment, một công ty đã quá tiếng tăm và không hề xa lạ trong ngành công nghiệp âm nhạc và đào tạo thần tượng. Khởi nghiệp đầu tiên của Choi Woo-sik là ở mảng phim truyền hình với vai diễn đầu tay cũng là vai phụ trong bộ phim The Duo vào năm 2011. Và tiếp tục những năm sau đó, anh đều đặn tham gia đóng phim, nhưng cũng chỉ nhận về những vai diễn nhỏ, chưa tạo được điểm nhấn khiến người xem phải nhớ đến nhiều như Hoàng tử gác mái, Shutter Family, Who Are You, You Are All Surrounded. Năm 2014, với việc nhận vai chính tại mảng phim điện ảnh trong Set Me Free đã thay đổi cuộc đời của Choi Woo-sik. Bộ phim này thành công không chỉ về mặt nội dung mà còn về mặt diễn xuất, nam diễn viên đã chứng tỏ năng lực của mình qua thời gian dài trau dồi cách diễn. Điều xứng đáng nhận được không chỉ là lời khen từ các tiền bối, các nhà phê bình mà còn là giải thưởng như minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của Choi Woo-sik, cuối cùng cũng gặt hái được thành quả ngọt ngào. Set Me Free cũng giúp nam diễn viên càn quét giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Busan. Anh vinh dự nhận được giải Actor of the Year, kế tiếp là giải Best New Actor tại Korean Association of Film Critics Awards lần thứ 35. Trong lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh danh giá, Choi Woo-sik đã vượt qua những gương mặt đình đám khác như Byung Yoo-han, Park Seo-joon, Kang Ha-neun, Lee Min-ho để nhận giải Best New Actor một lần nữa. Đó là thành công vang dội cho diễn viên trẻ sinh năm 1990 này. Hành trình nào cũng có khó khăn và lắm chông gai, nhưng nếu kiên trì thì cơ hội rồi sẽ đến. Sau quá trình miệt mài đóng phim từ những vai nhỏ, Choi Woo-sik đã có những bước trưởng thành trong sự nghiệp của mình. Năm 2015, anh được đóng vai chính trong mảng truyền hình sau khoảng thời gian truyền kỳ chuyên trị vai phụ. Với Hogu's Love của đài TVN, Choi Woo-sik một lần nữa thể hiện khả năng nhập vai xuất sắc và lọt top 12 sao trẻ bứt phá nhất màn ảnh Hàn trong năm 2015. Bứt phá cùng với Ký sinh trùng. Có lẽ mảng điện ảnh là một mảnh đất màu mỡ giúp cho các diễn viên có cơ hội bứt phá nhanh nhất để đưa tên tuổi của mình trở nên nổi tiếng. Choi Woo-sik cũng không phải là ngoại lệ. Với những tiếng tăm tăng dần thu được thời gian này, anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều vị đạo diễn cũng như các nhà làm phim. Ánh hào quang dần sáng rọi vào Choi Woo-sik khi anh tham gia vào Train to Busan với diễn xuất chân thật khiến bộ phim trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn. Tuy chỉ là một nhân tố không xuất hiện suốt bộ phim, nhưng anh chính là người góp phần tạo nên thành công cho bộ phim bom tấn về chủ đề sát sống này của Hàn Quốc. Không chỉ gây tiếng vang tại quê nhà với mức cháy vé tại các cụm rạp, Train to Busan còn có sức lan tỏa sang khu vực châu Á và trở thành một trong những điểm sáng tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 69. Tiếp sau đó, nam diễn viên hợp tác cùng đạo diễn Bong Joon-ho trong Oscar, bộ phim tranh giải Cành cỏ vàng năm 2017. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong thời gian phát hành cũng như công chiếu tại các rạp, nhưng bộ phim vẫn nhận về những đánh giá cao từ các nhà phê bình khó tính. Và với sự trở lại đầy ngoạn mục trong phim Ký sinh trùng được nhiều nước mua bản quyền, Choi Woo-sik tiếp tục bắt tay với đạo diễn Bong Joon-ho, anh được chọn vào vai chính. Trong phim, anh hóa thân thành Ki-gu, con trai đầu của gia đình nghèo ở thủ đô Seoul, tạo bằng cấp giả với mục đích làm gia sư cho con gái nhà giàu. Nhiều tình huống hài hước lẫn bi kịch xảy đến từ những mánh lưới lừa đảo, khoét sâu trận chiến giàu nghèo trong xã hội Hàn. Nhưng bằng lối diễn xuất dày kinh nghiệm, Choi Woo-sik đã dễ dàng bộc lộ được tính cách, tâm tư của nhân vật một cách liền mạch, khiến cho toàn bộ cốt truyện trở nên lôi cuốn người xem hơn. Ký sinh trùng là tác phẩm điện ảnh đại thắng tại lễ trao giải Liên hoan phim Cannes, không chỉ nắm giữ vinh quang tại trời Âu, phim còn thu hút hơn hàng triệu lượt xem sau hơn 2 tuần công chiếu, trở thành bộ phim phát hành vào tháng 5 có doanh thu cao nhất mọi thời đại của Hàn Quốc. Hiện tại ở Việt Nam, bộ phim đang trở thành cơn sốt không thể không xem qua dành cho các mộc phim trong nhiều cụm rạp trên cả nước. Choi Woo-sik được giới chuyên môn Hàn đánh giá cao diễn xuất, thể hiện được sự khôn lõi của nhân vật bằng biểu cảm gương mặt đa dạng. Đạo diễn Bong Joon-ho cho biết thích ánh mắt Choi Woo-sik khi nhìn chằm chằm hòn đá, chi tiết ẩn dụ cho khát vọng đổi đời nhưng cũng giết chết ước mơ ấy. Woo-sik là viên ngọc thô, càng mai càng sáng, tôi thích cộng tác với cậu ấy. Bị nghi yêu đồng tính với mỹ nam Park Seo-joon. Park Seo-joon và Choi Woo-sik là một trong những đôi bạn thân nổi tiếng của làng giải trí xứ sở kim chi.
cả hai gặp nhau lần đầu trong sitcom Gia đình rắc rối của đài KBS2 vào năm 2013. Sau đó, cả hai bị nghi ngờ có mối quan hệ trên mức tình bạn khi quay cảnh khóa môi nhau và liên tục bị bắt gặp đi chơi cùng nhau sau khi bộ phim kết thúc. Thậm chí, hai nam diễn viên còn xuất hiện với vai trò cameo trong bộ phim của nhau. Khi Park Seo Joon đảm nhận vai chính trong Thanh Xuân Vật Vả, Cho Kwon Suk xuất hiện với tư cách khách mời. Trong Ký Sinh Trùng, Cho Kwon Suk đóng vai chính thì Park Seo Joon lại xuất hiện với vai phụ điển trai nhất phim. Cho Kwon Suk cũng vui vẻ chia sẻ, anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi nghe tin Park Seo Joon đóng vai người bạn của mình trong phim. Tôi đã rất nhẹ nhõm khi Park Seo Joon đảm nhận vai Min Hee Uk. Khi Ki Woo gặp Min Hee Uk, Ki Woo cần phải trông thoải mái. Nhưng Seo Joon Hyun, người mà tôi đã thoải mái với cuộc sống đích thực, đã đến. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể tạo ra một cảnh thoải mái. Cho Kwon Suk và Park Seo Joon cũng liên tục thể hiện tình cảm gắn bó của mình từ trong công việc cho đến đời sống thường nhật. Gần đây nhất, vào ngày sinh nhật của Seo Joon, 16 tháng 2 năm 2018, Cho Kwon Suk cũng đã có mặt để tham dự pool party, cùng như người bạn thân thiết khác như VBTS, Park Hyun Sik, ca sĩ Bad Boy. Thậm chí, Park Seo Joon còn đùa rằng nếu đến năm 40 tuổi, anh và Kwon Suk vẫn chưa lấy được vợ, thì cả hai sẽ lấy nhau luôn. Câu đùa của nam diễn viên điển trai khiến fan hâm mộ vô cùng thích thú và không ngại đẩy thuyền cho họ thành một cặp. Tuy nhiên, Cho Kwon Suk cũng từng thẳng thắn khẳng định suy nghĩ của fan chỉ là sự hiểu lầm. Sự thật là anh và Park Seo Joon cực kỳ thân thiết nên cả hai thường xuyên đi chơi cùng với nhau mà thôi. Sắp tới đây, Cho Kwon Suk và Kim Dami sẽ cùng nhau đóng vai chính trong phim truyền hình mới Ustadia. Đây là bộ phim hài lãng mạn, miêu tả những cảm xúc phức tạp của một cặp đôi đã chia tay và khẳng định đó là khoảng thời gian tồi tệ với bạn và chúng ta hãy không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tuy nhiên, bộ phim tài liệu cặp đôi quay cách đây 10 năm ở trường trung học đột nhiên trở nên nổi tiếng và họ buộc phải quay lại với nhau trước ống kính một lần nữa. Cho Kwon Suk sẽ vào vai Choi Won, một chàng trai trẻ trung, tự do nhưng dám bộc lộ sự chân thành của mình khi tìm thấy thứ mình muốn trong đời. Trong khi đó, Kim Dami sẽ đảm nhận vai Kut Jeong-soo, người có mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời là giữ vị trí số 1 trong thời đi học. Giờ đây, cô đang cố gắng trở thành một người trưởng thành trong khi sống một cách quyết liệt và thích nghi thực tế với một vết thương trong tim.